Đây là trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính như sau. Đảng ủy trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu tổ chức phiên trụ bị Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 3 kết hợp tuyên truyền ngày pháp luật. Nguy cơ tai nạn khi thả diều gần đường dây điện trong mùa dịch. Phóng sự truyền thanh cơ sở đồng hành với người dân dùng biên phòng chống dịch Covid. Sau phần tin có bài phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Bài An Giang cải thiện môi trường, chất lượng không khí. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Chiều ngày 13 tháng 3, Đảng bộ trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu tổ chức phiên trụ bị Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu có 62 đảng viên, trong đó 58 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, trước ngày diễn ra đại hội, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cán bộ đảng viên viên chức và nhân viên nhà trường tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng các bàn ghế, toàn bộ hội trường để đảm bảo an toàn cho các đại biểu đến tham dự. Thầy Trần Văn Thanh, giáo viên trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu cho biết, tại phiên trụ bị đại hội bầu đoàn chủ tịch, bầu đoàn thư ký, đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của đại hội, quy chế, nội quy đại hội, hướng dẫn sinh hoạt đảng viên tham dự đại hội và danh sách các tổ, đồng thời đại hội chia tổ để thảo luận. Đại hội chính thức diễn ra vào ngày 14 tháng 3, bao gồm một số nội dung chính. Thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đảng viên, ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ 12, văn kiện đại hội lần thứ 3 Đảng bộ trường, bầu Ban chấp hành Đảng bộ, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy trường lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Châu Đốc, Ban chấp hành khóa mới ra mắt thông qua nghị quyết đại hội. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 3 kết hợp tuyên truyền ngày pháp luật cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 7 phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin tổng hợp tình hình thời sự thế giới trong nước thời gian gần đây, chuyên đề nước Mỹ gần 4 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, chuyên đề tình hình Trung Đông thời gian gần đây và một số điểm mới của luật dân quân tự vệ năm 2019. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, thông tin những diễn biến mới nhất tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và hành động, phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Mặc dù ngành chức năng liên tục cảnh báo về việc mất an toàn khi thả diều gần lưới điện, tuy nhiên tình trạng này lại đang diễn ra khá phổ biến tại khu dân cư, khu vườn biệt thự khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Những ngày qua, cứ vào mỗi buổi chiều, có rất nhiều người vô tư thả diều gần đường dây điện. Những cánh diều lượn lờ xung quanh trụ điện trung thế có nguy cơ va mắc vào đường dây bất cứ lúc nào, nguy cơ gây sự cố lưới điện, tai nạn điện, làm mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng quá trình sinh hoạt, sản xuất trong nhân dân. Nhằm tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, cũng như để việc cung cấp điện an toàn, liên tục, Điện lực Châu Đốc đề nghị người dân không được thả diều gần đường dây điện, trạm điện và ở những nơi có lưới điện đi qua. Gia đình nên nhắc nhở con em không nên thả diều gần đường dây điện. Khi thả diều, phải cách xa đường dây điện và kể cả khoảng cách diều rơi cũng không được chạm vào đường dây điện. Vì theo khoản 1D, điều 15 Nghị định 134 ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ thì thả diều hoặc bất cứ vật gì gây sự cố lưới điện sẽ bị xử phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều trẻ em và phụ huynh không tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế là đeo khẩu trang khi tập trung nơi đông người để thả diều. Một số phụ huynh chưa tuân thủ việc cho con em thả diều riêng lẻ mà còn tụ tập thành đám đông. Việc giữ gìn vệ sinh tay dường như cũng bị bỏ quên, trong khi trẻ hay dùng tay dụi vào mắt, mũi nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Đoàn Thanh niên xã Vinh Tế tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nông nghiệp trên địa bàn xã. Tại buổi ra quân, có gần 50 đoàn viên thanh niên ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nông nghiệp như bao thuốc bảo vệ thực vật, vỏ chai thuốc trừ sâu đã sử dụng. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên xã còn tuyên truyền, vận động nông dân không vứt rác thải nông nghiệp bừa bãi ra môi trường. Đây sẽ là hoạt động thiết thực, nâng cao ý thức của người nông dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, giữ gìn nguồn nước, môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn cuộc sống nhân dân, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Ngày 13 tháng 3, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc đến kiểm tra công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn xã Vinh Tế. Xã Vinh Tế có 82 hộ cận nghèo, chiếm 4,34% dân số. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 980, đạt tỷ lệ 52,69%. Năm 2020, xã được giao chỉ tiêu giảm 20 hộ cận nghèo. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động, dự kiến mở 17 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong quý 1 năm 2020, xã phối hợp với trường trung cấp nghề Châu Đốc mở 5 lớp đào tạo nghề cho 150 lao động nông thôn, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 82 hộ, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ mới thoát nghèo vay vốn chăn nuôi buôn bán với tổng dư nợ 30.238 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã đã xét cấp mới 13 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Thành phố Châu Đốc hiện có 64 tổ chức cơ sở đảng, gồm 17 đảng ủy, 47 chi bộ cơ sở. Đại hội đảng viên chi bộ văn phòng thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đảng bộ phường Vĩnh Quân lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công. Đây là hai chi đảng bộ được tỉnh ủy, thành ủy Châu Đốc chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Chỉ đạo cho việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn thành phố Châu Đốc. Lãnh đạo thành ủy, các ban xây dựng đảng, cấp ủy các phường xã đã đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng cơ sở. Điều này cho thấy vai trò hết sức quan trọng của tổ chức đảng cơ sở và sự quan tâm của tỉnh, thành phố đối với đại hội đảng cấp cơ sở, cấp gần dân nhất, cấp trực tiếp triển khai thực hiện và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Đại hội đảng cơ sở là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhằm tiến hành tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh quốc phòng, những nhiệm vụ chính trị quan trọng khác trong những năm tiếp theo và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Do đó, công tác chuẩn bị đại hội đảng đóng vai trò hết sức quan trọng, cần phải làm kỹ lưỡng, làm tốt để đảm bảo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Hiện trên địa bàn phường Châu Phú B có 6.197 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93,95%, 14 trên 14 khóm giữ danh hiệu khóm văn hóa. Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phường Châu Phú B đã thực hiện nhiều mô hình như hội phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, gia đình 503 sạch, hội cựu chiến binh với phong trào gia đình hội viên gương mẫu, hội người cao tuổi hướng các hội viên trở thành những cây cao bóng cả, giáo dục con cháu. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các ban ngành đoàn thể phường, các gia đình đã nhận thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Châu Đốc không xảy ra trường hợp nào nhiễm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, một số đối tượng đã tung tin đồn sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về một du khách người Anh nhiễm bệnh COVID-19 du lịch đến thành phố Châu Đốc. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Nay chúng tôi thông tin chính xác về vụ việc này. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam, trong đó có bà Benford Dientron, quốc tịch Anh, bị nhiễm COVID-19. Sau khi qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bà Benford đã đi cùng với 29 du khách khác trên tàu du lịch. Trong lịch trình vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, đoàn du khách đã đi qua Tân Châu và không ghé thành phố Châu Đốc, sau đó xuất cảng sang Campuchia. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, tàu cập cảng ở Campuchia, cơ quan chuyên môn tại đây đã thực hiện kiểm tra và phát hiện bà Benford, quốc tịch Anh, là người đi trên chuyến bay VN0054 dương tính với COVID-19 nên đã tiến hành cách ly cả đoàn tàu vào cùng ngày.
Trong đoàn có hai tài công của công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch Hàng Châu là anh Lâm Nguyễn Toàn Hưng, sinh năm 1985, địa chỉ số 144, Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, và anh Nguyễn Hữu Nhân, sinh năm 1969, tổ 8, Châu Phong, thị xã Tân Châu, có nhiệm vụ rước đoàn khách bằng thuyền nhỏ đến du lịch Tân Châu. Vào ngày 11 tháng 3, sau khi được biết có trường hợp nhiễm COVID-19 trên chuyến tàu Hàng Châu, do có thời gian tiếp xúc với đoàn khách trên chuyến tàu, nên anh Hưng và anh Nhân đã trình báo với chính quyền địa phương và tự nguyện được cách ly, kê khai y tế theo đúng quy định tại điểm cách ly trạm y tế phường Vĩnh Quân. Tại điểm cách ly, cơ quan y tế thành phố Châu Đốc đã hướng dẫn cách ly và theo dõi đúng quy định. Hiện nay sức khỏe của anh Hưng và anh Nhân đều khỏe mạnh, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được theo dõi chặt chẽ. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Châu Đốc không có trường hợp nào nhiễm bệnh COVID-19. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đã và đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại các lối đi qua biên giới Gò Tàu Mâu, lối đi rạch đường biên giới đã được rào lưới B40. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Châu Đốc đã triển khai các biện pháp cách ly y tế tại nhà và tập trung. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc đang đẩy mạnh công tác quản lý, phối hợp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự nhằm phòng tránh dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đặc biệt ở các khu điểm du lịch di tích. Trong tuần trên địa bàn tỉnh An Giang không xảy ra tai nạn giao thông, sau tuần rồi giảm cả 3 tiêu chí về số người, số vụ và số người bị thương. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 249 cuộc, có 1.109 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng phương tiện dừng kiểm tra là 1.443 trường hợp, qua đó phát hiện vi phạm 851 trường hợp, không giấy phép lái xe 148 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 116 trường hợp, sử dụng rượu bia 24 trường hợp, chạy quá tốc độ 107 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn 26 trường hợp, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe 33 trường hợp, ra quyết định xử phạt 730 trường hợp, thu qua kho bạc nhà nước 852.661.000 đồng, phạt cảnh cáo 12 trường hợp, gửi thông báo tước giấy phép lái xe 89 trường hợp, tạm giữ 103 mô tô, tước 121 giấy phép lái xe, có 43 ô tô. Camera giám sát an toàn giao thông phát hiện vi phạm 254 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 246 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 13 trường hợp, tạm giữ 9 trường hợp, tước giấy phép lái xe. Chiều ngày 13 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã thống nhất phương án cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học chờ thông báo mới, các khối lớp khác vẫn đi học bình thường. Trước đó, từ ngày 2 tháng 3, học sinh trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đã đi học trở lại. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu thủ trưởng các trường cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Cũng trong chiều ngày 13 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 lần thứ hai. Theo đó, các trường kết thúc năm học trước ngày 15 tháng 7 năm 2020, thi Trung học Phổ thông Quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Trường Đại học An Giang thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo cho sinh viên toàn trường nghỉ hết tháng 3 năm 2020 để phòng chống dịch COVID-19. Tiếng loa truyền thanh là người bạn, hàng ngày cung cấp thông tin thời sự, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hệ thống loa truyền thanh ngày càng phát huy tác dụng trong việc nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn phường Vĩnh Quân, nắm bắt thông tin và hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, không hoang mang lo lắng mà phải biết cách tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Dững, ngụ tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1 chia sẻ. Tôi cũng nghe đài lo của đài phát thanh phường Vĩnh Quân, cũng nghe được cái tiếp xúc là như phòng chống dịch bệnh thường ngày mình rửa tay, mình xà phòng. Hai nữa là mình đi ra đường có mang khẩu trang. Qua thì mình phòng chống như tránh tiếp xúc với đông người. Vĩnh Quân là phường biên giới giáp Gò Tàu Mâu, xã Cơm Bông Cru Săng, huyện Prey Chiu Sa, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu là nông nghiệp, làm thuê và kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ. Phường Vĩnh Quân có 4 khóm với 2.049 hộ, 7.189 nhân khẩu, với đường biên giới dài 9 km, nhiều đường mòn, lối mở. Hàng ngày, có nhiều người dân hai bên qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đồn biên phòng Vĩnh Quân đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh,
tăng cường và thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp kiểm soát đặc biệt, đồng thời phối hợp chính quyền các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền cho nhân dân biên giới. Chú Lê Phát Muộn, ngụ tổ 3, khóm Vĩnh Chánh 1 chia sẻ. Từ trước tới giờ thì các khu vực có biên giới, nó vấn đề virus corona thì biên phòng nghiêm cấm không cho người dân vô đất Campuchia. Thành thử ra dân địa phương chúng tôi ở đây thì cũng là theo mà lệnh của nhà nước, mà bây giờ là cái ranh giới thì không còn ai qua lại nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đời sống ở đây thì nó cũng ổn thỏa. Song song đó, đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp chặt chẽ trung tâm y tế, trạm y tế phường để nắm chắc tình hình dịch bệnh và chỉ đạo quân y đơn vị giám sát, quản lý sức khỏe của bộ đội và nhân dân khu vực biên giới, sẵn sàng ứng phó khi phát hiện dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, đài truyền thanh phường tiếp âm đầy đủ các chương trình thời sự của trung ương, tỉnh và thành phố, và đài truyền thanh phường thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới cách phòng chống dịch COVID-19, tăng cường thời lượng phát sóng mỗi ngày 10 đến 15 phút thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân cập nhật kịp thời các thông tin chính thống để bảo vệ tốt bản thân và cộng đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới tiếp tục ổn định, giữ vững, các lực lượng, công an, biên phòng, hải quan phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi xâm hại chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Phối hợp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Năm qua, công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiếp tục duy trì chế độ trao đổi thông tin, tổ chức họp giao ban định kỳ, thông báo tình hình có liên quan như an ninh quốc gia, tình hình tội phạm, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới nổi lên của các loại đối tượng và tội phạm về trộm cắp tài sản, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, tội phạm về ma túy. Từ đó, tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cụ thể, ba lực lượng đã trao đổi 590 thông tin, tăng 177 thông tin so với năm 2018. Các địa phương biên giới tiếp nhận giải quyết 1.160.251 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ gần 93%, còn lại đang tiếp tục xác minh. Bên cạnh đó, ba lực lượng phối hợp bắt giữ 4 vụ liên quan 12 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 vụ, 5 vụ vắng chủ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm liên quan 2 đối tượng. Đồng thời, ba lực lượng phối hợp các cơ quan truyền thông tổ chức 547 cuộc tuyên truyền luật biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới, các quy định về xuất nhập cảnh cho hơn 39.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, ba lực lượng còn hướng dẫn các lực lượng trực thuộc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của từng ngành. Phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các hoạt động trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chống buôn lậu, ma túy qua biên giới, quản lý, giám sát hoạt động đánh bạc, vượt biên trái phép, không để các đối tượng hoạt động gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, các địa phương biên giới tiếp nhận giải quyết gần 1.200 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ gần 93%. Các tổ soát liên ngành tại các cửa khẩu đã tổ chức kiểm soát 6.450 lượt người, gần 2.000 phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu, trên 60.000 người nước ngoài, Việt Kiều đến tham quan du lịch. Qua đó, xử phạt 518 trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Ba lực lượng phối hợp 766 ca tuần tra kiểm soát với gần 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, nhất là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trên toàn địa bàn tỉnh. Các dịp lễ Tết cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra tình huống bất ngờ, đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu.
Thay mặt lãnh đạo ba lực lượng, Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị các cán bộ chiến sĩ theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần quan tâm thực hiện một số mặt công tác trọng tâm, tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tình hình trên tuyến biên giới và ngoài biên, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc thẩm lậu các loại hàng hóa qua lại biên giới, các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, các hoạt động liên quan đến công tác phòng chống các loại dịch bệnh, quy chế phối hợp đã ký kết giữa ba lực lượng. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường không khí và tập trung kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi khí thải. Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi khí thải trong phạm vi cả nước. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài An Giang cải thiện môi trường, chất lượng không khí. Theo kết quả quan trắc cuối năm 2019, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ít có sự biến động, chủ yếu ô nhiễm nhẹ bởi bụi, tiếng ồn, tập trung chủ yếu ở khu đô thị, khu vực giao thông, khu khai thác đá, lò gạch. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang rà soát, tăng cường vị trí, tần suất, thông số quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ, đảm bảo đáp ứng khả năng đánh giá tình trạng ô nhiễm không khí tại các điểm nóng, khu vực nhạy cảm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình ngân sách địa phương. Cung cấp thông tin kết quả quan trắc môi trường cho Sở Thông tin và Truyền thông An Giang để công bố, công khai, kịp thời thông tin cảnh báo cho Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và người dân trường hợp chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe con người nếu có. Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại quyết định số 985A ngày 1 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, các cơ sở phát sinh khí thải, xây dựng hạ tầng kết nối phục vụ cho việc truyền dữ liệu về khí thải công nghiệp từ các cơ sở có lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, về Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh dự án đầu tư hệ thống trạm quan trắc không khí tự động liên tục trên địa bàn, trong đó ưu tiên cho địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, khu vực tập trung các cơ sở sản xuất gạch ngói để đảm bảo thông tin kịp thời kết quả quan trắc cho cộng đồng và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục và các nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải đầu tư lắp đặt, vận hành các hệ thống thiết bị xử lý khí thải tiên tiến, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe, phát huy được vai trò trách nhiệm của từng công dân trong bảo vệ môi trường không khí, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý môi trường của các ngành, các cấp và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phổ biến thường xuyên các kiến thức về quản lý chất lượng không khí, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế An Giang tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí cho các cơ sở dự án tại khu công nghiệp, khu chức năng, khu kinh tế cửa khẩu. Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường khu công nghiệp, khu chức năng, khu kinh tế cửa khẩu do Ban Quản lý Khu Kinh tế làm chủ đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ việc xử lý bụi, khí thải của các cơ sở dự án. Thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất về bảo vệ môi trường không khí của các cơ sở dự án tại khu công nghiệp, khu chức năng, khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng sạch đối với phương tiện giao thông cơ giới, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại, sử dụng vật liệu chống ồn tại các công trình xây dựng và thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ hoạt động xây dựng, nông nghiệp.
kịp thời thông tin cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trường hợp chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe con người để cảnh báo cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là nhóm người nhạy cảm, trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp nếu có. Kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý bụi, khí thải, các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao từ các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất về bảo vệ môi trường không khí của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định trường hợp vượt thẩm quyền. Công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn. Bộ Y tế khuyến cáo học sinh phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo học sinh hàng ngày rửa tay với nước sạch và xà phòng, hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn. Bộ Y tế đã ban hành công văn số 914 trên BIT-MT tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, ký túc xá và đang phát triển các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn và sản phẩm truyền thông nhằm xây dựng các thông điệp chi tiết đến từng đối tượng cụ thể. Những việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày: 1. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. 2. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín. 3. Rửa tay với nước sạch và xà phòng. 3. Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi đi chơi, đi học, về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi. 4. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải, khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Dứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 5. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 6. Không khạc nhổ bừa bãi. 7. Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. 8. Tự theo dõi sức khỏe, nếu có sốt, ho, khó thở thì báo cho nhà trường, nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Gọi điện cho đường dây nóng 1900 9095, 1900 3228 để được tư vấn, đến cơ sở y tế để được khám điều trị. 9. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở, giữ khoảng cách trên 2 mét và đeo khẩu trang nếu phải tiếp xúc. 10. Tránh chỗ tập trung đông người, không tụ tập đông người. Lưu ý, cha mẹ học sinh hướng dẫn, giúp đỡ và nhắc nhở học sinh thực hiện đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày: 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Dứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ đắt đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Lưu ý, giáo viên hướng dẫn giúp đỡ học sinh thực hiện đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học. Bộ Y tế khuyến cáo các trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường. Sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, ngày 2 tháng 3 vừa qua, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trở lại trường và sắp tới đây, các cấp học trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cũng đi học trở lại. Trước tình hình đó, vừa qua Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn khi cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tại nhà, cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên bằng các việc như súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên, giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Còn đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 đã chuẩn bị an toàn trường học, Bộ Y tế đề nghị các nhà trường,
phải chuẩn bị tốt 6 việc. 1. Đảm bảo đủ nước uống, hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học. 2. Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. 3. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. 4. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện và triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho, khó thở. 5. Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua số liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung, các biện pháp bảo vệ, theo dõi sức khỏe, thực hành vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, yêu cầu cha mẹ theo dõi nhiệt độ của con, các biểu hiện hô hấp nếu có, thông tin cho phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch đã và sẽ tiếp tục được thực hiện. 6. Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tăng học xen kẽ giữa các khối lớp. Vì sự an toàn cho học sinh, sinh viên trên cả nước, Bộ Y tế cũng khuyến cáo nhà trường cần thực hiện lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học mỗi ngày một lần sau giờ học. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt.